Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Facebook và YouTube của Hùng Huyền Đông Anh. Ở video này, Hùng Huyền Đông Anh xin mời quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh rất rất tuyệt vời của cặp loa JBL có model là S3100. Vâng, đây là một mẫu loa và một cặp loa rất đẹp, rất chất lượng của hãng JBL. Loa được thiết kế một bát 40 và một loa tép kèn. Cặp loa này tôi đang ghép với chiếc âm ly Akufei E305V. Một cách thức ghép đơn giản nhưng đạt hiệu quả rất cao. Âm thanh rất mạnh mẽ, uy lực. Vâng, âm thanh rất có lực. Và đặc biệt là âm chép rất bay bổng, tơi nhuyễn và rất sinh động. Khi quý vị và các bạn nghe nhạc, quý vị và các bạn cảm thấy âm thanh đang ở rất gần và ca sĩ như đang đứng ở bên cạnh. Nếu quý vị và các bạn có tai nghe thì xin mời hãy dùng tai nghe để thưởng thức hết được những nét hay, nét đẹp của cặp loa này. Và hiện nay cặp loa S3100 của JBL đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 63 triệu đồng. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Đối diện bưu điện huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Dần mà hương sao mà giá diễn thế, ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không, có lúc nào anh giận em không, để thương xót cả ngày em giận khi xa nhau. Thương mà giận dễ gì đã có, anh chỉ tin anh yêu.
cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những ca một ca khúc rất tuyệt vời do cặp loa S3100 thể hiện. Vâng, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua cặp loa JBL S3100 thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh, địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 417.